Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken kêu gọi nối lại hợp tác Trung-Mỹ trong các lĩnh vực bị Bắc Kinh đình chỉ sau chuyến thăm Đài Loan, Trung Quốc của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi vào tháng 8. Theo South China Morning Post, trong thông điệp nhân ngày Quốc khánh Trung Quốc ngày 1 tháng 10, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken kêu gọi chính quyền Bắc Kinh cùng nhau giải quyết những thách thức toàn cầu về biến đổi khí hậu và phòng chống ma túy. Cùng với cộng đồng quốc tế, Mỹ hoan nghênh sự hợp tác của Trung Quốc trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu về y tế, biến đổi khí hậu, chống ma túy và các lĩnh vực khác có cùng chung lợi ích, ông Blinken nói. Ngoại trưởng Mỹ cũng gửi lời chúc đến Trung Quốc. Chúng tôi hy vọng một năm hòa bình và hạnh phúc sẽ đến với người dân Trung Quốc. Thông điệp được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Trung Quốc và Mỹ khiến quan hệ song phương giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ cách đây 4 thập kỷ. Chuyến đi đến Đài Loan của bà Pelosi đã khiến Trung Quốc đình chỉ hợp tác với Mỹ về chống biến đổi khí hậu và chống buôn bán ma túy sau đó.